Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 91. Đào Hoa rủ mắt xuống, đột nhiên che bụng, vẻ mặt thoáng chút lúng túng, thật không khéo. Ta có thể phải tạm rời đi một lát, tiên sinh có thể đợi một chút không? Nhìn vẻ mặt của nàng, Từ Yến Quy cũng hiểu chuyện. Trước khi nàng đứng dậy, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy tình cảm, lời nói của tại hạ, kính xin nương tử suy nghĩ kỹ, trở về cho ta một câu trả lời thuyết phục. Nhất định, đào hoa gật đầu, nâng chén trà lên, cùng tiên sinh uống chén này, coi như lập thể ước. Dù sau này không thể gần nhau, ta cũng sẽ nhớ đến tình cảm chân thành của tiên sinh. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tự Yến quy nhìn nàng rời đi, cảm thấy lòng có chút nao núng, uống một hơi cạn chén trà để chấn tĩnh thật sự là một nữ nhân không dễ đối phó khúm núm trời sinh sao đặt chén trà xuống đào hoa cười một tiếng xoay người dẫn thanh đài xuống lầu đi tìm hậu viện của gia đình để lặng lẽ rời đi nàng vừa rời đi đã có người tới phiêu hương lâu hỏi trưởng quỹ có thấy một nam một nữ dùng bữa lúc này không trưởng quỹ gật đầu chỉ lên lầu đang ở phòng số một trên lầu khách quan muốn tìm họ sao người nọ suy nghĩ một chút vẫy tay ra hiệu rồi đứng chờ ở đầu bậc thang vào giờ mùi hai khắc một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa quán thông tiền trang nhân viên ngân hàng đang tiếp khách thì thấy một phụ nhân quý phái tiến vào người của tướng phủ có ở đây không phụ nhân che mặt hỏi nhân viên sững sờ ngơ ngác lắc đầu tiểu nhân không biết người của tướng phủ phụ nhân nhíu mày hỏi lại vậy có nữ tử nào mặc giống ta đến đây không có có nhớ tới lời dặn của đào hoa nhân viên vội dẫn phụ nhân vào kho chứa đồ, mở tủ và lấy ra nửa miếng ngọc bội uyên ương, chính là cái này. Ánh mắt phụ nhân tối lại, cầm lấy đồ rồi rời đi. Nhân viên ngân hàng chỉ biết nhìn theo, không dám ngăn cản. Khương Đào Hoa nhanh chóng trở về tướng phủ, vừa vào cửa hông thì thấy thẩm tại dã dẫn Mai Chiếu Tuyết và Cố Hoài Nhu đi về hướng cửa chính. Mai Chiếu Tuyết dường như đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ nghe thấy tiếng, không rõ nội dung. Muốn đi đâu, bị đào hoa kéo sang bên trốn, thanh đài thắc mắc hỏi. Đào hoa vỗ ngực, không quay đầu lại đáp, may mắn, thật sự là may mắn. May mắn gì, thanh đài khó hiểu, nhìn nàng hỏi. Đào hoa liếc mắt lên trời, nói, ngươi quên chúng ta đang câu ca à? Thanh đài đúng là không nhớ ra, vuốt đầu, thanh đài hỏi câu ai? Ai muốn hại gia chủ của ngươi, người đó sẽ cắn câu. Sửa sang lại y phục, Đào hoa đứng thẳng, mỉm cười, giờ có thể trở về nghỉ ngơi. Chờ họ trở lại, sẽ có kịch vui xem. Thành đài thở dài, xem ra nô tỳ không cần tốn tâm tư suy nghĩ, chờ kết quả thôi. Đào hoa nói may mắn là vì có tự yến quy đến tận cửa, hai bên đều không muốn nàng sống yên ổn, đáng đời bị nàng đùa dẫn trận này, cả hai đều thiệt hại, dù sao nàng cũng không thiệt gì, sinh tử của người khác không liên quan tới nàng. Tần giải ngữ cầm ngọc bội uyên ương, tin tưởng tuyệt đối đi lên phiêu hương lâu, định tội Khương Đào Hoa. Nàng cho rằng sẽ xử trí Khương Đào Hoa theo ý mình. Nhưng trưởng quỹ phiêu hương lâu dám ngăn cản nàng. Trên lầu có ai không nhận ra sao? Tần giải ngữ cười lạnh, đến đây là làm ăn, ta muốn lên dùng bữa, người ngăn làm gì? Tin tức đã truyền về phủ, nàng muốn vào trước bắt người, tránh để biến mất. Trưởng quỹ khó xử, nhân viên làm dấu tay mới cho mở cửa, để tần giải ngữ lên nhìn trường quỹ, tần giải ngữ nâng váy, đẩy cửa phòng số 1. Từ Yến Quy đang gục xuống bàn, hình như ngủ thiếp đi. Tần giải ngữ ngạc nhiên, nhìn quanh một lần, rồi tìm trong nội thất. Khương đào hoa đâu? Người đi cùng nhỏ giọng nói, nô tài liên tục canh ở đầu bậc thang, không thấy ai xuống. Chắc chắn vẫn còn ở đây, đi tìm phòng bên cạnh. Vâng, đẩy tớ lui ra, tần giải ngữ nhíu mày nhìn từ Yến Quy, định thăm dò hơi thở của hắn nhưng lúc này mai chiếu tuyết dẫn thẩm tại giã và mọi người lên lầu vừa đi vừa nói tin tức là thật thiếp không biết là ai gan lớn như vậy để tránh hiểu lầm ra nên xem tận mắt mọi người bước lên cuối bậc thang nhìn thấy cảnh tượng trong phòng số 1 tần dài ngữ còn chưa kịp phản ứng ngón tay vẫn đặt ở hơi thở của từ yến quy thẩm tại giã nhún mày nhìn thấy tần dài ngữ và từ yến quy gần nhau hơn nữa trong phòng chỉ có hai người họ mai chiếu tuyết ngạc nhiên há miệng nhưng nhanh chóng nuốt lời kinh ngạc làm như không biết gì nói thì ra là tần thị sắc mặt trầm xuống thầm tại dã bước vào nhíu mày nhìn tần giải ngữ hỏi ta ngày thường đối xử không tốt với người sao tần giải ngữ mờ mịt vội giải thích không phải như ra thấy thiếp đến bắt người bắt ai bắt vừa định nói tên khương đào hoa nhưng nhìn thấy mai thị nhíu mày Tần giải ngữ đổi lời, tự nhiên là bắt gian, nghe nói tướng phủ có người không kiên nhẫn, thiếp dẫn người đi bắt. Ý là sao? Thẩm tại giã cười lạnh, người bắt gian, nhưng trong phòng chỉ có ngươi và một nam nhân. Ra, thiếp đến thấy chỉ có hắn, không liên quan gì tới thiếp. Tần giải ngữ luống cuống, kéo tay thẩm tại giã, người này hôn mê, thiếp chỉ muốn xem hắn sống hay chết. Cố Hoài Nhu nhìn một vòng, nói tần nương tử lời này không thuyết phục, chúng ta đừng mất mặt ở đây, mang về hỏi đi. Các người không biết xấu hổ, ra còn muốn đâu. Tần giải ngữ thường ngày sẽ cãi vã, nhưng tình huống hiện tại bất lợi, nàng chỉ muốn giải thích rõ ràng, không quan tâm những thứ khác. Nhìn phu nhân, Khương Đào Hoa không thể nhắc đến, không bắt được tại trận, không đủ chứng cứ, nói xuông dễ bị vua hoan ngược lại. Nhưng nếu không nhắc, ra hiểu lầm là mình làm sao. Mọi người trở về phủ, trường quỹ không nhận ra ai, vui mừng vì đào hoa cho bạc. Trên đường, tần giải ngữ muốn hỏi Mai Chiếu tiết tình huống này làm sao, nhưng ra lại muốn ngồi chung với Mai Thị, nàng đành đi cùng cố hoài nhu. Trở lại tướng phủ, Lâm Vũ Viện mở rộng cửa, các nương tử đều có mặt, hạ nhân bị quan ngoài. Tần giải ngữ quỳ trước thầm tại giả, bên cạnh là tự yến quy hôn mê. thẩm tại giả không rõ chuyện gì, nghĩ có thể đào hoa gặp vấn đề, nhưng thấy tần giải ngữ. Ta thấy sự thật, người còn gì để nói tần thị nhíu mày thiếp có nhiều điều muốn nói hôm nay thiếp bị hãm hại a à, thẩm tại giả ánh mắt thâm trầm ai hãm hại ngươi hãm hại như thế nào nói nghe xem hít sâu một hơi tần dài ngữ bóp tay nói thiếp vô tình biết được một vị nương tử trong phủ lén lút qua lại với môn khách còn có nửa đêm hẹn hò trao tín vật đính ước không muốn ra hồ thẹn thiếp luôn giữ im lặng vì không có chứng cứ hôm nay nhận được tin tức có nương tử ra ngoài phủ gặp riêng môn khách, thiếp liền đi bắt gian, sợ để người khác đi, kẻ rào hoạt kia sẽ thoát. Không ngờ chúng bẫy, cố nương tử lời này không rõ ràng, cố hoài nhu cười, nương tử nào cùng môn khách cấu kết, hẹn hò, trao tín vật, gặp riêng sao. ngẩng đầu nhìn Khương Đào Hoa, tần giải ngữ lạnh giọng, nói ai, ai tự rõ. Tần nương tử, đừng nhìn ta mà nói, ta không làm gì. Ngài giỏi nhất là ngậm máu phun người tin đồn thất thiệt làm rối loạn phủ, ngài vào phủ trước, lý lịch hơn ta, nên ta không so đo. Nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt, ta không thể nhịn mãi. Đào hoa nói cứng cỏi, ánh mắt không vui. Tần giải ngữ ngược lại chột dạ, ai, ai dội nước bẩn ngươi. Đây còn phải nói, đào hoa quỳ bên cạnh nàng, mắt đẫm lệ nhìn thầm tại giã, thiếp muốn cầu xin ra làm chủ, thiếp thật sự ủy khuất. Thẩm tại giã nhìn nàng, người có ủy khuất gì? mọi việc cần chứng cớ, tần nương tử lại vu oan thiếp tư thông môn khách, không ủy khuất sao. chương 92 Khương đào hoa nhíu mày, trừng mắt, với vẻ mặt dám nhận mình là người chịu ủy khuất thứ hai, không ai dám nhận mình là thứ nhất trong thiên hạ. Thẩm tại giã thấy vậy cười thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nếu tần nương tử chỉ ra người có hành động gây rối, người còn nói tần nương tử vu oan. Vậy ai đưa ra chứng cứ, ta sẽ tin người đó lời này nghe rất công bằng không thiên vị ai nên tần giải ngữ nhất thời không thể phản bác nhưng đào hoa phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu nói mới thiếp muốn nói ra chẳng lẽ không để ý thấy tần nương tử cầm gì trong tay sao mọi người sững sờ đều nhìn vào tay của tần giải ngữ bản thân tần thì cũng quên mất chuyện này bị đào hoa nhắc nhở mới nhớ trong tay còn cầm cái ngọc bội uyên ương đúng vậy ra đây là bằng chứng khương thị ngoại tình nhìn cái ngọc bội uyên ương Tần giải ngữ vội vàng nói đây là của Khương Thị. Một nửa kia chắc chắn ở chỗ từ tiên sinh, ra chỉ cần tìm là biết ngay. Thẩm tại giã nhún mày, nhìn đào hoa một cái, sau đó không sợ hãi, mỉm cười nói trước hết không cần biết ngọc bội kia là của ai, ra sẽ bảo người tìm một nửa kia ra. Được, nhưng đầu nhìn qua chạm lô, chạm lô lập tức đi lên lục soát từ Yến Quy. Thẩm tại giã với vẻ mặt ghét bỏ nhìn người nọ trên mặt đất, khẽ mím môi nhìn thấy hắn bị thiệt một lần, hắn căn bản không nhớ lâu, lần này bị thiệt, chắc chắn lớn hơn nhiều so với lần trước. Trạm lô rất nhanh tìm được một nửa kia ngọc bội uyên ương, tần thị nhìn thấy, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý, hất cầm nhìn đào hoa một cái, quay đầu nói với thầm tại giả, thiếp hôm nay ra cửa, việc đầu tiên là đi tìm ngọc bội kia, vì có người nói Khương thị sợ gian tình bại lộ, nên đem ngọc bội cất tại quán thông tiền trang. Nghe thấy bốn chữ cuối cùng, thầm tại giã tim đập mạnh, nhìn đào hoa một cái người ta đều có miệng thích nói thế nào cũng được không chú ý ánh mắt của hắn đào hoa cười dịu dàng nói ngọc bội ở trong tay tần nương tử nương tử lại nói là của ta lời này có buồn cười không ngươi tần giải ngữ kinh ngạc cúi đầu nhìn vật gì đó trong tay trong giây lát không tìm được lời nào để phản bác đúng vậy tại sao nàng lại cầm ngọc bội trong tay nếu biết trước thì đã để ở ngân hàng tư nhân đợi gia đình cùng đi kiểm tra. Mọi người đều nhìn nàng, thấy vẻ mặt bối rối của nàng, khiến họ càng thêm tin tưởng lời Khương Đào Hoa nói. Mai Chiếu Tuyết bên cạnh không thể nhìn thêm nữa, nhẹ nhàng nói, nếu ngọc bội kia được lấy ra từ ngân hàng tư nhân, thì chắc chắn có bằng chứng. Người làm trong ngân hàng cũng phải nhận ra ai đã gửi nó, gọi người đến hỏi một chút thì tốt hơn. Đào Hoa gật đầu, rất đồng ý nói, ý kiến này hay, thiếp không hổ thẹn với lương tâm, cha thế nào cũng được. Tần giải ngữ vốn không hổ thẹn với lương tâm, nhưng khi thấy Khương Đào Hoa không một chút hoảng sợ, liền cảm thấy mình có thể đã rơi vào bẫy, không khỏi trần trừ. Sự trần trừ này trong mắt mọi người lại trở thành dấu hiệu của sự lo sợ, cố hoài nhu khẽ cười nói Khương Nương Tử không sợ. Tần Nương Tử thì sợ gì chứ? Nếu ngài thực sự vô tội, ai có thể hại ngài được? Ai mà biết được, tần giải ngữ nhíu mày nghiêng đầu, nhìn Khương Đào Hoa nói, có những người tâm tư thâm sâu, thật muốn hại người thì ta cũng không tránh được. Không cho cha xét chứng cứ, chẳng phải là người có tâm tư thâm sâu muốn hại ngươi. Khương Đào Hoa thở dài, theo ý Tần Nương Tử, ra nên vô cớ định tội ta, mới gọi là công bằng. Tần giải ngữ mím môi, đúng là nên như vậy. Nghe thấy vậy, mai chiếu tuyết đều che chán, thầm tại giã hư lạnh một tiếng, nghiêng đầu bảo chạm lô, đi quán thông tiền trang hỏi một chút, đem người làm biết chuyện tới đây. Vâng chạm lô lên tiếng rồi đi. Tần giải ngữ không vui nói, nhìn Khương Thị này đã chuẩn bị trước, chắc chắn là đã sớm giờ trò, cha cũng vô ích. Tần nương tử hôm nay lại dạy cho ta không ít cách thoát tội. Đào hoa khẽ mỉm cười, nhìn nàng nói, sau này nếu phạm lỗi, ta chỉ cần nói bị người hãm hại, mặc kệ chứng cứ trước mặt, đều nói là người khác vô oan. Như vậy, ta giết người cũng không có tội, thật tốt. Ngươi, bị những lời này làm tức đến đỏ mặt, tần giải ngữ không nhịn được đưa tay kéo cổ tay đào hoa oán hận nói ngươi đừng quá kiêu ngạo da không luôn dung túng ngươi đâu lời này nên để ta nói đào hoa nhếch môi cười chờ tay cầm lấy tay áo của nàng híp mắt nói sau lưng hại người nhiều chính là muốn gặp báo ứng da không mù không phải không thấy chỉ là nể tình trước đây không truy cứu nương tử đừng tưởng mình không mang nợ tần giải ngữ kinh ngạc nhìn vào mắt khương đào hoa đột nhiên hiểu nàng đang nói gì nàng vào phủ muộn như vậy, làm sao biết rõ chuyện trước kia. Chuyện này ngay cả cố Hoài Nhu cũng không rõ ràng. Tiếng ồn ào này khá lớn, nằm trên đất tự yến quy bị đánh thức, mờ mịt mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu. Thẩm tại giã xem đủ màn kịch, liếc nhìn hắn một cái, không nói hai lời liền ra lệnh, nhốt hắn vào phòng chứa củi, chờ xử lý. Vâng, hộ viện tiến lên, một trái một phải liền nâng tự yến quy đứng dậy. Ra khỏi lâm vũ viện, từ Yến quy mới phản ứng, nhìn người bên cạnh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hộ viện không trả lời, nhanh chóng khóa hắn vào phòng chứa củi. Ra, tần giải ngữ nhíu mày, sao ngài không hỏi xem hôm nay Từ Tiên sinh muốn gặp ai? Sao lại trực tiếp nhốt hắn? Chuyện này có gì để hỏi? Thẩm Tại dã dù mắt uống trà, giọng lạnh lùng, nếu hắn là tình nhân của một trong các ngươi, tự nhiên sẽ che chở không nói thật, nghe cũng không có ý nghĩa đôi mắt mờ sáng, đào hoa cười híp mắt nhìn hắn, ra thật sự thông minh. Không cần khen ta, thẩm tại giã ngừng đầu, quét mắt một vòng trước mặt hai người, việc hôm nay liên quan đến danh dự của tướng phủ và mặt mũi của ta, cuối cùng ai điều tra ra, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Gia định xử trí thế nào? Mai Chiếu Tuyết nhíu mày hỏi. Trong phủ gần đây ta thấy có nhiều người đáng bỏ rơi. Thẩm tại giã mím môi, lần này không dừng lại, trực tiếp cách chức làm thông phòng, ở trong sân tiếp tục ngây ngốc. Thông phòng, mọi người đều giật mình, cúi đầu không nói. Thông phòng trong tướng phủ địa vị không khác gì nha hoàn, thậm chí còn bị xem thường, vì là người của gia nhưng không có danh phận chủ tử, thường là những người có gia thế thấp mới bị gọi là thông phòng. Hai người quỷ này đều là nương tử, phu nhân ở trong phủ, xuất thân tôn quý, gia thế hiển hách. Nếu bị xuống làm thông phòng, còn không bằng bị bỏ rơi. Đất Hưu lấy vong Tần giải ngữ có chút bối rối, Khương Đào Hoa vẫn mặt không đổi sắc, vàng thật không sợ lừa, không làm việc trái lương tâm cũng không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ cần ra cha ra chân tướng, người bị giáng chức nhất định không phải là thiếp. Nếu ban đầu mọi người hoài nghi Khương Đào Hoa 8 phần, lời này vừa nói ra, hoài nghi chỉ còn hai phần. Ngược lại, tần giải ngữ, ban đầu còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vì vậy mới nói, thua cái gì trước cũng đừng thua khí thế, thua khí thế là thua một nửa trận rồi. Thẩm tại giã gật đầu, ánh mắt rơi vào tần giải ngữ càng thêm lạnh lùng. Tần giải ngữ hết đường chối cãi, lo lắng nhìn Mai Chiếu Tuyết vài lần. Nhưng Mai Chiếu Tuyết không nhìn nàng, cũng không đưa ra chỉ thị gì, ngược lại hàn huyên cùng đoàn nương tử bên cạnh. Tần giải ngữ hoang mang quỳ gối, thời gian như ngừng trôi, hai chân tê liệt không còn cảm giác. Hai khắc sau, chạm lô đem tiểu nhị quay lại thẩm tại giã ngầm đầu, nhìn thấy tiểu nhị run rẩy quỳ gối, lắp bắp dập đầu, bái kiến tướng ra. Người biết đây là đâu không? Thẩm tại giã hỏi. Tiểu nhị sợ hãi, chân run run, tiểu nhân biết. Vậy thì đừng nói bậy, ta hỏi gì, người phải trả lời thành thật. Tuân lệnh, thẩm tại giã chỉ vào khương đào hoa và tần giải ngữ, người có thấy hai vị phu nhân này không? Tiểu nhị liếc nhìn qua, không dám nhìn kỹ, lúng túng đáp, mỗi ngày có rất nhiều phu nhân đến ngân hàng tư nhân. Nếu tướng ra thật sự muốn cho tiểu nhân nhận ra, có thể cho họ đeo mạng che mặt. Được thôi, thầm tại giã gật đầu. Khương Đào Hoa tự nhiên đeo mạng che mặt và bước ra ngoài. Tần giải ngữ do dự một chút rồi cũng đeo mạng che mặt theo. Lúc này, tiểu nhị mới dám nhìn kỹ hơn. Sau một hồi quan sát, hắn chỉ vào tần giải ngữ và nói, vị phu nhân này ta từng gặp, nhưng vị phu nhân kia, Hắn cố gắng nhớ lại nhưng hình như không nhớ rõ mặt Khương Đào Hoa, chỉ nhớ được trang phục của nàng. Đào Hoa khẽ cười, kéo kéo váy và nhìn Tần Giải Ngữ, nương tử còn muốn nói gì nữa? Tần Giải Ngữ tức giận, nắm chặt ngọc bội uyên ương và nói, hắn đương nhiên đã gặp ta. Khi ta đến lấy ngọc bội này, ta cũng đến quán Thông Tiền Trang. Nhưng tại sao hắn lại không nhớ rõ Khương Đào Hoa? Chẳng lẽ nàng đã mua chuộc hắn? À, tôi còn nhớ ngọc bội này tiểu nhị vừa nhìn thấy bội uyên ương, vội vàng lục lọi trên người và lấy ra một tờ giấy vay nợ, vật này do một vị phu nhân ký gửi tại ngân hàng tư nhân của chúng tôi. Giấy vay nợ có hai bản, một bản ở chỗ vị phu nhân kia. Nghe vậy, tần giải ngữ thở phào nhẹ nhõm tốt, vậy hãy khám xét người, tìm ra giấy vay nợ. Lúc đó, nàng sẽ không thể chối cãi. Thẩm tại giã cầm lấy tờ giấy vay nợ mà chạm lô đưa lên, mở ra xem kỹ rồi khẽ mím môi, giải ngữ, người còn muốn khám người nữa không? Muốn chứ, đương nhiên là muốn. Tần giải ngữ nhíu mày, chỉ cần tìm ra giấy vay nợ, nàng sẽ không thể chối cãi được nữa. Được thôi, thẩm tải giã gật đầu, đứng dậy và tiến đến trước mặt hai người phụ nữ, vậy thì ta sẽ tự mình khám xét. Đào hoa mỉm cười, vô cùng tự nhiên giang rộng hai cánh tay. Thẩm tải giã liếc nhìn nàng một cái rồi đưa tay lục xoát túi áo rộng của nàng. Ngoài một ít bạc vụn, Hắn không tìm thấy gì khác. Đến lượt Tần Giải Ngữ, hắn đưa tay vào túi tay áo của nàng và rút ra một tờ giấy. Cả phòng im bặt, Tần Giải Ngữ trừng to mắt, không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy đó chính là tờ giấy vay nợ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 93. Điều này sao có thể? Thấp giọng hô lên, nàng nhìn kỹ một chút tên chủ nợ trên đầu. Tên đó là Tần Giải Ngữ. Hít sâu một hơi, nàng chừng mắt nhìn Khương Đào Hoa, ngươi đã làm gì? Đào Hoa nhún vai, việc đã đến nước này, nương tử còn muốn đổ lỗi cho ta. Tiểu nhị đã nói chưa từng gặp qua ta, giấy vay nợ ở trên người của ngươi, và tên trên đó là của ngươi. Ngọc cũng ở trong tay ngươi, ngươi còn bị bắt gặp ở cùng phòng với từ tiên sinh. Nhiều chứng cứ như vậy, ngươi còn muốn đẩy lên mình ta. Tần giải ngữ cắn răng, vội vàng quay đầu nhìn thầm tại giã, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, không chừng tiểu nhị đã bị khương nương tử mua chuộc thẩm tải giã sắc mặt đen lại ánh mắt quét về phía tiểu nhị khiến hắn cuống quyết dập đầu tiểu nhân làm sao dám nhận tiền nói dối tiểu nhân dùng thân gia tính mạng đảm bảo những gì tiểu nhân nói đều là sự thật nếu cha ra tiểu nhân nói dối tướng gia có thể tìm tiểu nhân bất cứ lúc nào nghe lời khẩn thiết vẻ mặt chân thành ai cũng biết tiểu nhị không nói dối mai chiếu tuyết nhắm mắt lại nhẹ giọng nói đưa người ra ngoài đi, lời đã nói đến mức này, ra tự có phán đoán. Để người ngoài ở đây cũng không tiện. Vâng, chạm lô lĩnh mệnh, đưa tay ôm tiểu nhị ra ngoài. Trong sân yên tĩnh trở lại, thẩm tại giã lạnh lùng nhìn tần giải ngữ, nàng mồ hôi ướt đấm, hết đường chối cãi, cuối cùng khóc lên thiếp quả thật bị oan. Chứng cơ rất rõ ràng, người có biện minh cũng vô ích, hắn lạnh lùng nói, hiện tại nói rõ, người đã làm gì với khách kia. Ta, được giận đến chảy nước mắt, tần dài ngữ run rẩy nhìn khương đào hoa, cùng hắn có gì không thể gặp thủ đoạn, rõ ràng là người khác ra bảo ta nói thế nào. đào hoa đứng dậy, nghe vậy khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng nói, có một vấn đề ta muốn hỏi. hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ta cũng muốn nghe nương tử nói cụ thể ngươi từ đâu nghe tin ta làm điều sai trái, nơi nào là chỗ nào, bị nàng nhắc đến, mọi người đều hiểu ra, cố hỏi nhu phủi tay nói, đúng vậy nửa đêm thư thông trao đổi tín vật những điều này tần nương tử từ đâu biết được chỉ có tranh xuân các mới biết đi tần giải ngữ nhíu mày không suy nghĩ mở miệng nói tự nhiên là nghe người ta nói nếu nói ra khương nương tử còn không trả thù sao vậy thì làm lạnh lòng những người dám nói thật a à, đào hoa bật cười nói cách khác nương tử không tận mắt thấy lại muốn gán tội cho ta đây vốn là sự thật đào hoa cười nhẹ nhìn ngọc bội trong tay nàng, đây mới là sự thật. Tần giải ngữ trợn mắt, tức giận khóc không ngừng, nhưng không có cách nào. Khương đào hoa thật mưu kế thâm sâu, mọi bước đều tính toán kỹ, hôm nay đẩy nàng vào đường cùng. Thật sự là tâm cơ ác độc. Trong lòng mắng chửi, tần giải ngữ quên mất rằng ban đầu nàng định dùng tin đồn để hãm hại đào hoa. Kế hoạch của nàng cũng không hơn đào hoa bao nhiêu, chỉ là nàng thất bại. Đào hoa thành công, nên áp độc trở thành khương đào hoa. Cuộc chiến giữa phụ nữ không có đúng sai, chỉ có lập trường mà thôi. Đào hoa không thèm nhìn tần giải ngữ nữa, quay sang thầm tại giã và cười hỏi chàng có nên dáng trước nàng ta không? Trường tư đã rõ ràng, tần nương tử có nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Quy định trong phủ nghiêm ngặt, chắc chắn nàng ta không dám làm gì quá trớn, vẫn có thể ở lại phủ. Chàng cũng không nên quá hà khắc thẩm tại giã nhìn nàng một lúc rồi nói, việc đã đến nước này, ta giáng chức tần thị xuống làm thông phòng, chuyển ra hải đường viện, ở chung với hạ nhân. Lương tháng của nàng ta cũng sẽ bị giảm, và bình thường sẽ phải giúp việc cho phu nhân. Tần giải ngữ không cam lòng, nhưng đại cục đã định, nàng không còn cách nào khác. Cắn răng, nàng dập đầu, thiếp, đa tạ ra tha thứ. Thẩm tại giã thở dài, việc xử lý của môn khách kia ta sẽ tự lo liệu. Hắn còn hữu dụng, nên phải tiếp tục ở lại, hai người các ngươi từ nay về sau phải đoạn tuyệt quan hệ, không được lôi kéo nhau nữa. Vâng. Mọi người thở dài, vốn định xem Khương Đào Hoa bị xử, không ngờ cuối cùng Tần Giải Ngữ phải gánh tội, chứng cứ rõ ràng, ngay cả Mai Chiếu Tuyết cũng không giúp được gì. Ra khỏi Lâm Vũ viện, Cố Hoài Nhu thấp giọng nói, ta không nghĩ nương tử lợi hại như vậy. Tần thị trong phủ lớn lối đã lâu, không ai trị được. Không phải ta lợi hại đào hoa mím môi, không vui mừng mà lo lắng, ta cũng không nghĩ lần này người bị xử lại là tần nương tử. Cái gì, cố hoài nhu chừng mắt, kéo nàng nhỏ giọng nói, ngài sao lại không biết. Người hỏi nương tử trong sân, đào hoa nhìn đoàn vân tâm phía trước. Nàng đang nói chuyện với Mai Chiếu Tuyết, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu. Cảm nhận ánh mắt phía sau, đoàn nương tử quay lại mỉm cười với nàng. Cố hoài nhu ngẩn ra, nhỏ giọng, không thể nào, người nghi ngờ đoàn nương tử. Không phải nghi ngờ, tám chín phần mười là nàng, đào hoa nhỏ giọng cười trả ta nghĩ một câu, tần thị không đáng đối đầu với ta, lần trước một mũi tên chúng bốn đích cũng không phải nàng. Nên lần này, ta chuẩn bị cho đoàn thị, chỉ không ngờ lại là tần thị bị xử. Cố hoài nhu không hiểu, càng nghe càng hồ đồ, sao lại là khương nương tử đào hố, nàng tưởng chỉ là truyền bại thành thắng, giờ nghe, ngược lại không rõ gì. Người về nghỉ ngơi, gần đây trong phủ có sóng to gió lớn, đứng xa mới không ướt hài. Đến cửa ngã ba, đào hoa từ biệt cố hoài nhu, nghiêm túc nói, lúc này, yên tĩnh là phúc. Ta hiểu, đa tạ nương tử. Đào hoa gật đầu, quay lại tranh xuân các cùng thanh đài. Chủ tử, nô tỳ đã ném bộ quần áo kia, thanh đài nhỏ giọng may ngài thay y phục, tiểu nhị không nhận ra ngài. Đó là một nguyên nhân, còn nguyên nhân khác là nàng dùng thuật hút hồn, khiến hắn không nhớ rõ mặt mày, chỉ dựa vào y phục phân biệt người. Đào hoa mỉm cười, hôm nay phúc tinh cao chiếu, mọi việc thuận lợi, ngay cả giấy vay nợ cũng nhét vào tay áo tần giải ngữ cơ hội đều là tần giải ngữ tự đưa tới. chương 94 Làm sao để nói đây? Nàng đã dự đoán từ đầu đến cuối, nhưng lại không ngờ tần giải ngữ lại ngu ngốc đến vậy. Những năm qua, át hẳn tần giải ngữ cũng chỉ bám theo mai chiếu tuyết mà sống, nếu không bằng trí óc của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Không biết rõ Tây Lâu có báo tin cho quan địa phương hay không, nhưng những gì xảy ra sau đó đều như dự đoán của nàng. Biết rõ nàng đã hẹn hò với tự yến quy mà không được sự đồng ý của phu nhân, tần giải ngữ tự ý ra ngoài phủ, lén lút tìm đến nàng để gây rối. Nàng đã tạo cơ hội cho tần giải ngữ, cất kỹ vật đính ước, đặt phòng sẵn tại tiểu lâu, chỉ cần ai đó muốn ra tay, tần giải ngữ chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Tuy nhiên, tần giải ngữ thực sự đã rơi vào bẫy một cách dễ dàng, thậm chí còn làm theo kế hoạch của nàng một cách hoàn hảo, đến cả ngọc bội cũng cầm trong tay. Nếu không phải nàng, thì ai mới là người gặp nạn? Thở dài lắc đầu, đào hoa bước vào tranh xuân các. Không lâu sau, nàng nghe nói thầm tại giả đã đưa từ Yến Quy ra cửa. Là tâm phúc của thầm tại giả, gặp chuyện này, từ Yến Quy chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đào hoa hít mắt cười, vỗ tay, thầm nghĩ, đáng đời bị thầm tại giã ném vào xe ngựa, từ Yến Quy vẫn còn vẻ mặt hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Thẩm tại giã cười lạnh, lần trước cắt một nhát dao kia chưa đủ đau à? Từ Yến Quy nhún vai, ngẩng đầu nhìn thầm tại giã và nói một cách vô tội, ta chỉ cùng Khương Thị ăn một bữa cơm thôi, cũng chẳng làm gì quá đáng, sao ngươi không thể rộng lượng một chút? Quả nhiên là cùng Khương đào hoa, thầm tại giã lắc đầu, người muốn tính kế nàng à? muốn vu khống nàng ngoại tình để đuổi ra khỏi phủ à? Tự Yến Quy trừng mắt, nhíu mày, làm sao ngươi biết? ngươi không có đầu óc gì hết, chỉ biết hại người khác. ở bên Khương Thị, ngươi chỉ chúc hỏa vào thân thôi. Thẩm Tải giã liếc mắt nhìn Tự Yến Quy, tức giận nói: ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng làm những chuyện vô ích này. việc nàng đi lưu lại chỉ có ta mới có thể quyết định, ngươi không có quyền can thiệp. Hả? Từ Yến quy bực bội ôm lấy cánh tay, vậy nếu nàng yêu ta, nguyện ý bỏ trốn cùng ta thì sao? Thẩm tải giã nhìn từ Yến quy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa tức giận vừa buồn cười, hắn liếc mắt nhìn từ Yến quy và nói, nếu nàng yêu ngươi, hôm nay ngươi cũng không phải nằm trong phòng cùi. Từ Yến quy hoàn toàn không hiểu ý thẩm tải giã. Thẩm tải giã nhìn hắn với vẻ ghét bỏ một lúc lâu rồi mới kể lại mọi chuyện. Tần thị thời gian qua luôn tìm cách hãm hại Khương thị, lúc đó người cũng muốn hãm hại khương thị khương thị thông minh như vậy nên đã lui về sau để hai người các ngươi tự đụng nhau thế nào môn chủ bị phụ nữ dạy dỗ vui không từ yến quy nghẹn họng nhìn thầm tại giã, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra mấu chốt trong chuyện này không tìm nén được hắn quát khẽ nàng ta tâm tư sâu như vậy sao chỉ vì ta tặng nàng ta một miếng ngọc bội và ăn chung một bữa cơm mà thôi người ngốc à còn tưởng người khác cũng ngốc như ngươi ư. Thẩm tại giã cười nhẹ, những hành động này đều phạm vào luật pháp, người nghĩ rằng bị dìm lồng heo, nàng ta cũng sẽ chịu sao. Cũng vì hiểu rõ tính tình từ Yến Quy, thẩm tại giã biết rằng nếu không có hắn ở đây, từ Yến Quy có thể đã trói hai người kia lại và ném xuống sông. Dựa vào thành xe, từ Yến Quy tức giận đến mức thở dài, cái gì gọi là, rồng bơi nước cạn bị tôm diễu, hổ lạc đồng bằng bị cho khinh ta giàu gì cũng đã hoạt động trên giang hồ 10 năm trời. Thế nhưng lại ngoạn bất quá một nữ nhân. Nếu như trước đây, thầm tại giả chắc chắn sẽ đồng ý với câu nói này, bởi vì bản lĩnh của từ Yến Quy là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Khương Đào Hoa, hắn chỉ có thể lắc đầu và nói, người giỏi có người còn giỏi hơn, đừng bao giờ xem nhẹ nữ nhân. Hả, từ Yến Quy kinh ngạc nhìn thầm tại giả, lời này mà lại có thể từ miệng thầm tướng ra nói ra không phải hắn ta luôn xem thường nhất là nữ nhân hay sao luôn luôn coi phụ nữ như quân cờ bày ra bày vào không hề có chút tình thương bị bồ tát cảm hóa vậy mà có thể nói ra những lời như vậy ư thẩm tại giã phớt lờ hắn nhìn ra ngoài cửa xe và một lúc sau mới nói tóm lại ngươi đừng có đi trêu chọc nàng ta nữa nếu còn tiếp tục ta sẽ giải quyết dứt khoát ngươi phạm sai lầm gì thì phải gánh chịu hậu quả tương xứng Vậy nếu tái phạm như hôm nay thì sẽ thế nào? Từ Yến Quy tò mò hỏi. Sẽ bị đưa vào cung tiến hoặc ném xuống sông. Ngươi chọn đi. Từ Yến Quy, thật độc ác. Tuy nhiên, Khương Đào Hoa thực sự rất lợi hại, đã sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo. Chẳng lẽ không có sơ hở nào để người khác phát hiện ra sao? Lăng Hàn Viện. Tần giải ngữ khóc nức nở chạy về viện, trên người không còn trang phục lộng lẫy, tóc tai bù xù. Nàng xông vào phòng chính và hỏi Mai Chiếu Tuyết: "Phu nhân, vì sao không cứu ta?" Mai Chiếu Tuyết cau mày, vừa nhìn thấy Tần Giải Ngữ, sắc mặt càng thêm khó coi: "Ngươi muốn ta cứu thế nào? Việc đẩy ngươi xuống giếng là do chính ngươi tự chuốc họa, ta càng cũng không kịp." "Nhưng mà," Tần Giải Ngữ nhíu mày, chuyện kia vốn là tội trạng của Khương thị, thiếp không hiểu vì sao lại đổ hết lên đầu thiếp. Rõ ràng là nàng ta đã chuẩn bị bẫy dập từ lâu, mà thiếp lại không hề hay biết ngươi đang trách ta sao? Mai Chiếu Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc trước nhận được tin tức, là ngươi vội vã chạy ra ngoài. Ta không kịp nói gì, chỉ có thể sắp xếp gia nhân đi phối hợp với ngươi. Ai ngờ. Nói đến đây, Mai Chiếu Tuyết siết chặt khăn tay, có vẻ oán hận. Việc này cũng không thể trách chúng ta không cẩn thận, là do Khương Thị Diễn xuất quá tốt. Bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, nàng ta tự mình ra khỏi phủ, ai cũng chỉ nghĩ là muốn dẫn Tần Thị mắc bẫy thôi. Tần Giải Ngữ sững sờ, lúc này mới nhận ra bên cạnh còn có người đang ngồi. Đoàn Vân Tâm vẫn giữ phong thái ôn nhu như mọi khi, nhìn nàng và nói: "Ngươi lần này đã nếm trải bài học cay đắng, coi như là một lời cảnh tỉnh đi." Bị lời nói của Đoàn Vân Tâm nhắc nhở, Mai Chiếu Tuyết như bừng tỉnh, đúng vậy, cho dù bỏ qua những tội danh khác, Khương thị còn tự ý ra ngoài phủ. Nếu không phải do nàng lén lút hành động, Tần thị cũng không đến mức kích động như vậy. Đúng vậy, Tần giải ngữ không thèm quan tâm đến việc đoạn thì tại sao lại ở đây, vội vàng đồng ý, cho dù bỏ qua những tội lỗi khác. Việc nàng ta tự ý lấy lệnh bài ra ngoài phủ mà không xin phép cũng đã vi phạm quy củ. Ngài hoàn toàn có thể xử lý nàng ta mà không cần báo cáo tướng ra. Mai Chiếu Tiết gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nhìn đoàn vân tâm và cười nói, có đoàn nương tử tương trợ, lòng ta thật sự an tâm hơn rất nhiều. Đoàn vân tâm khẽ vuốt cằm, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tần Giải Ngữ đang quỳ dưới đất không khỏi ngẩn người, tương trợ. Chẳng lẽ đoàn nương tử lại quy phục phu nhân, lúc trước không phải vì danh lợi mà tranh giành sao? Khương nương tử lợi hại đến mức nào, hôm nay chúng ta đã được nếm trải. Đoàn Vân Tâm cười một tiếng, nhìn Tần Giải Ngữ đang đầy vẻ nghi ngờ và nói, ta và phu nhân nếu không liên minh, liệu chúng ta còn có thể yên ổn sống trong phủ này không? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tần Giải Ngữ vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Trước kia, nàng luôn là người bên cạnh phu nhân, nhưng giờ đây nàng vừa bị giáng chức, phu nhân đã tìm người thay thế vị trí của nàng. Mai Chiếu Tiết hiểu được tâm tư của tần giải ngữ, liền đứng dậy và tự tay kéo nàng đứng lên, hiện tại Khương Thị và Cố Thị đã liên minh, và ngươi lại bị giáng chức. Nếu không dựa vào đoàn nương tử, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngươi yên tâm, coi như là thông phòng, chỉ cần có chúng ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi trong phủ này. Đa tạ phu nhân, tần giải ngữ buồn bã đáp lời, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Đào hoa đang thưởng thức bữa sáng thì có người gõ cửa thông báo, Khương Nương Tử, phu nhân mời ngài đến lăng hàn viện. Phản ứng nhanh chóng như vậy, đào hoa nhớn mày, lau miệng và mang theo đồ đạc đi theo. Đoàn thị và tần thị đều có mặt, bên cạnh còn có liễu hương quân nhiều lời. Đào hoa nhìn mai chiếu tuyết với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tiến vào và hành lễ, thiếp xin thỉnh an phu nhân. Người tưởng rằng ta đây là phu nhân để vào mắt hay sao, không thỉnh an ta cũng được. Mai chiếu tuyết mím môi, nhíu mày, hương thị, người có biết sai lầm của mình không? Đào hoa vô tội chấp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn mai chiếu tuyết thiếp sai ở chỗ nào? Hôm nay người có ra ngoài phủ không? Mai chiếu tuyết hỏi, hơn nữa, người không xin phép ta lấy lệnh bài. Đào hoa im lặng một lúc, do dự rồi hỏi, Phu nhân có bằng chứng gì chứng minh thiếp ra ngoài phủ không? Mai Chiếu Tuyết im lặng, nàng không thể nói rằng có người theo dõi và nhìn thấy đào hoa ra ngoài được. Dù sao, khi họ quay lại, đào hoa vẫn ở trong phủ. Ngay cả việc này cũng cần bằng chứng ư? Khương Nương tử quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Liễu Hương Quân lắc đầu, rõ ràng là ngươi đã ra ngoài, có người nhìn thấy là chuyện bình thường. Ai nhìn thấy thì phải nói rõ ràng, các vị tỷ tỷ hiểu chưa? đào hoa miếu máu, dù gì các vị cũng là người lâu năm trong phủ, không thể bắt nạt người mới đến như vậy được. Lời nói không rõ ràng, không có ai làm chứng, sao có thể định tội tiếp. Mọi người im lặng, đoàn vân tâm nhẹ nhàng lên tiếng, nương tử đã khăng khăng muốn đối chứng, vậy thì truyền nhân chứng lên đây đi. Nói xong, nha hoàn bên cạnh liền lui xuống, dẫn theo một người vào. Chủ tử, Tây Lâu vừa tiến vào đã quỳ xuống sau lưng đào hoa, cúi đầu dạp xuống đất, không dám ngẩng lên, Nô Tỳ xin lỗi chủ tử, nhìn thấy một số chuyện, thực sự không thể không nói. Đúng là nàng ta rồi, Đào Hoa gật đầu, ngươi là nha hoàn trong viện của ta, lời ngươi nói nhìn thấy gì đó cũng có chút đáng tin cậy. Hôm nay mọi người đều ở đây, ngươi hãy nói rõ ràng sự việc cho mọi người biết. Tây Lâu mím môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, nàng ta vốn muốn leo lên vị trí cao hơn, tham vọng không hề nhỏ nhưng bắt buộc phải nói ra tất cả tội lỗi của chủ tử trước mặt mọi người, nàng ta nhất định sẽ không làm. Sau này ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng không thấy, ít nhất cũng phải để lại cho mình một con đường sống. Vì vậy, Tây Lâu chỉ nói, nô tỳ hôm nay nhìn thấy chủ tử ra ngoài, mặc áo choàng đi qua cửa hông. Nàng ta nói xong liền cúi đầu, không dám nhìn ai. Người còn muốn nói gì nữa? Tần giải ngữ không kiềm được lên tiếng, người muốn bằng chứng xác thực, đây chính là bằng chứng xác thực. Đào hoa gật đầu, nếu đã có nhân chứng, vậy tiếp xin nói thẳng, hôm nay tiếp ra ngoài phủ đúng là để đi ngắm cảnh kinh đô. Người thật táo tợn, mai chiếu tuyết trách móc, không được phu nhân cho phép mà ra ngoài phủ, đó là vi phạm quy củ gia đình, người không biết sao. Tự nhiên là biết, ngẩng đầu nhìn mai chiếu tuyết, đào hoa cười một tiếng, vì vậy, thiếp đã xin phép ra trước khi ra ngoài. Ra đã cho phép, lẽ nào còn phải chờ phu nhân vu đồng ý? Căn phòng im bặt, đào hoa đưa tay móc ra viên ngọc bội thầm tại giã đã tặng, đưa cho Mai Chiếu Tuyết và nói, vốn dĩ thiệp muốn lén lút ra ngoài giải khuây, không muốn quấy rầy phu nhân, nên mới xin phép ra. Thiệp biết các vị tìm muội có thể nghĩ rằng thiệp đang khoe khoang, nên vốn không có ý định nói ra, nhưng không ngờ. Quay đầu nhìn Tây Lâu một cái, đào hoa mỉm cười, không ngờ trong viện của thiếp lại có một nha hoàn, trung thành, như vậy. Theo quy định của phủ, những người hầu phản bội sẽ bị trục xuất. Bất kỳ sân nào cũng sẽ không nhận lại nô tỳ đã bị đuổi đi từ sân khác. Sau khi gây ra chuyện náo loạn hôm nay, Tây Lâu chắc chắn sẽ không thể ở lại phủ nữa. Nương tử, Tây Lâu hoảng hốt, nô tỳ không biết rõ à? Nô tỳ không biết ngài có người không biết rõ, cho nên cho rằng ta vi phạm quy củ, cho nên vội vàng đi tìm người cáo trạng. Đào Hoa lắc đầu, người tưởng mình thông minh, sao lại không hiểu? chủ tử của các dân khác sao có thể vì một nha hoàn như ngươi mà đắc tội ta cho dù hôm nay ngươi thực sự giúp đỡ người ta định tội ta kết cục chỉ là bị bán đứng và trục xuất khỏi phủ đồng tử co lại tây lâu ngẩn ra nhìn đào hoa một lúc lâu rồi quay sang đoàn vân tâm đoạn thì cúi mắt xuống nhìn tay mình trên khăn thêu hoa hoàn toàn không để ý đến tây lâu lòng chợt lạnh tây lâu hít sâu một hơi hướng về đào hoa quỳ xuống nô tỳ thực xin lỗi ngương tử Mai Chiếu Tiết đã nhìn viên ngọc bội, trên mặt có chút cứng nhắc, bực bội nhưng không nói gì. Đào Hoa cũng không quan tâm đến Tây Lâu, mỉm cười hỏi: "Phu nhân, ngọc bội của gia có thể sử dụng được không?" "Tự nhiên là có thể." Đưa tay trả ngọc bội cho Đào Hoa, Mai Chiếu Tiết thản nhiên nói: "Có vẻ như Khương Nương Tử rất được gia yêu thương, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa." "Việc tự ý ra ngoài phủ của ngươi là hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi." "Phu nhân nói gì vậy ạ?" À? ngài là chủ mẫu trong nhà nếu thấy thiếp làm sai điều gì thì cứ nói thẳng ra là được đào hoa vuốt cằm ngước mắt lên trong mắt ẩn chứa ý tứ khó hiểu chỉ là trước đây phu nhân không vội vàng như vậy mà thường suy nghĩ thâu đáo trước khi hành động điều đó khiến thiếp cảm thấy thoải mái hơn nhiều mai chiếu tiết sướng sờ mím môi khẽ nói người đang nói gì vậy thiếp lỡ lời đào hoa cười híp mắt nói mong phu nhân bỏ qua cho nếu không còn việc gì khác nữa thiếp xin phép đưa nha hoàn tranh xuân các về dạy dỗ lại. Mai chiếu tuyết gật đầu, đoạn thị cũng không phản đối, chỉ nhìn thanh đài và xuân lan lôi kéo tây lâu như một con gà con ra khỏi phòng. Lúc này, lăng hàn viện chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên một ngạt và khó xử. Mai chiếu tuyết nhìn đoạn thị vài lần, đoạn thị khẽ cười gượng, nhìn theo hướng đào hoa đã rời đi. Trên đường về, tây lâu vô cùng lo lắng. Nàng không ngờ Khương Đào Hoa lại dùng mưu kế như vậy, khiến nàng mắc sai lầm lớn. Bị trục xuất khỏi phủ là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nàng. Lúc này, nàng chỉ mong Khương Nương Tử sẽ nhân từ tha thứ và chỉ đuổi nàng ra khỏi phủ, chứ không bắt nàng phải trả giá đắt. Cánh cửa tranh xuân các đóng chặt, đào hoa nằm trên chiếc giường êm ái, nhàn nhã nhìn xuống tiểu nha hoàn đang quỳ dưới chân và nói, người biết vì sao hôm nay mọi chuyện lại ra nông nỗi này không? Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên phản bội chủ tử. Sai rồi, Đào Hoa lắc đầu nhẹ nhàng, người muốn leo lên vị trí cao hơn là điều đúng đắn, lựa chọn của ngươi không có gì sai. Tuy cách làm của ngươi có phần thiếu đạo đức khi đạp đổ ta, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi không nằm ở đó. Chương 95. Tây Lâu ngạc nhiên, nhíu mày, kính xin nương tử chỉ giáo rõ ràng. Ngươi quá vội vàng, Đào Hoa đứng dậy, nhìn nàng cười, ta vào phủ cũng chỉ mới 2 3 tháng, coi như được ân sủng người ở viện của ta chưa có cơ hội vào nhà chính sao đã vội vã muốn chọn chủ mới rồi dù sao cũng chờ đến khi nàng bị chán ghét khi trong sân không còn ai theo hầu mới tính đến chuyện rời đi hiện tại nàng chỉ là một tiểu nha đầu làm sao mà dám động đến ta nô tỷ nghĩ rằng hai ba tháng là đủ dài rồi tây lâu nói thẳng cả đời người phụ nữ làm được vài chuyện thời gian cũng không nhiều ở tranh xuân các này hai ba tháng nô tỷ đã thấy rõ nương tử luôn đề phòng không tin tưởng ai ngoài thanh đài tỷ tỷ. Hơn nữa, mỗi lần ra tới, chỉ chú ý đến nương tử, không để mắt đến ai khác. Nô tỷ ở đây, nếu không có cơ hội, cũng chỉ đành chọn nơi khác. Vốn không nghĩ sẽ đi nhanh như vậy, nhưng lại phát hiện ra nhiều chuyện. Nếu có cơ hội, nô tỳ đương nhiên muốn thử. Khẽ thở dài, đào hoa nhìn nàng nói, người quả thật khôn ngoan, chỉ tiếc lại chọn con đường nguy hiểm. Trong viện này, ai cũng là nhân tài người nghĩ đoàn nương tử đáng tin sao nàng chỉ muốn lợi dụng ngươi để định tội ta người như ngươi phản bội chủ tử nàng cũng sẽ không giữ lại khẽ mím môi tây lâu cúi đầu nói là nô tỳ quá ngây thơ tin lời đoàn nương tử nên mới phản bội chủ tử kính xin chủ tử rộng lượng tha thứ cho nô tỳ một con đường sống đúng là đoàn vân tâm đào hoa nhún mày không biểu hiện gì ghi nhớ thông tin này trong lòng sau đó nói tiếp trước khi quyết định Ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có chọn phản bội ta nữa không? Sẽ không, Tây Lâu sững sờ, nhanh chóng đáp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Đào Hoa. Chẳng lẽ nàng vẫn còn cơ hội tiếp tục ở lại trong viện này? Cũng phải, sau chuyện này, nàng chắc chắn sẽ trung thành, so với các nha hoàn khác thì đáng tin hơn nhiều. Biết đâu nàng lại gặp may, có thể vào nhà chính của Tranh Xuân Các. Cảm thấy mừng rỡ, Tây lâu mắt ngấn lệ chờ đợi, nhìn người trên giường, đợi nàng đưa ra quyết định. Người biết sai mà sửa là tốt rồi. Đào hoa hài lòng gật đầu, nói, thanh đài, đưa nàng ra khỏi phủ. Vẫn phải ra khỏi phủ, Tây lâu kinh ngạc, sau đó có chút không vui, nếu nương tử đã quyết định như vậy, cần gì phải nói nhiều với nô tỳ. Ta nói với người những điều này để người sau này làm việc cẩn thận. Đào hoa mỉm cười, bất kỳ ai phản bội chủ tử để mưu cầu lợi ích cũng sẽ kết thúc thê thảm. khi ngươi phản bội, không ai còn tin tưởng ngươi, đuổi ngươi ra khỏi phủ là đúng. nói nhiều với ngươi là do ta từ bi. ngươi giận cái gì? nhưng tây lầu cắn răng, hành vi này thật sự quá tàn nhẫn, khiến người ta hy vọng rồi lại thất vọng. ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ, tiếp tục sống tốt ở đây. ngồi thẳng, đào hoa nghiêm túc nhìn nàng. điều này không công bằng với những người không phạm lỗi, nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều nàng luôn cảm thấy có một điều rất kỳ lạ trong cuộc đời này. Người tốt phải trải qua 91 khó khăn mới có thể thành công, trong khi người xấu chỉ cần buông dao là có thể trở thành Phật. Điều này không phải là hết sức bất công, rõ ràng là khuyến khích mọi người trở thành người xấu sao. Sai là sai, lòng tốt mà dùng cho những người đã làm sai thì lấy gì để an ủi người tốt. Tây lầu cắn răng, dù bất mãn cũng chỉ có thể cúi đầu trước đào hoa, rồi cùng thanh đài ra ngoài nàng không tin lời của khương thị lần này chỉ là tin sai người nếu có thêm cơ hội nàng sẽ cẩn thận hơn nhất định sẽ đứng vững đoàn vân tâm cầm trong tay tờ giấy vay nợ từ ngân hàng tư nhân nghĩ mãi cũng không hiểu khương đào hoa làm thế nào để giữ mình sạch sẽ như vậy hạc nhi gọi nha hoàn bên cạnh đến đoàn thị thấp giọng nói người đi dò la xem quán thông tiền trang có liên quan gì đến khương thị không nhớ làm nhanh và kín đáo đừng để ai phát hiện Dạ, Hạc Nhi gật đầu, nhanh chóng ra ngoài. Hạc Nhi là nha hoàn thân tín trong phòng, giao việc cho nàng, đoàn vân tâm rất yên tâm vì nàng giỏi giao tiếp, có thể không biến sắc moi ra lời của người khác, tâm lại nhạy bén, tất nhiên có thể phát hiện những điều mà người khác không thấy. Mai chiếu tuyết đã loại bỏ tần dài ngữ, sắp tới chắc hẳn không có động tĩnh gì. Để khích lệ nàng, mình cũng phải tốn chút tâm tư. Trong phòng, ngọn đèn sáng rồi tắt, đoàn vân tâm khẽ mỉm cười, vốn nên là ôn nhu nhã nhặn nhưng lại bị ánh nến làm nổi bật lên vẻ âm lãnh đáng sợ. Thẩm tại giã bước vào tranh xuân các, liếc mắt liền thấy Khương Đào Hoa đang ngủ say trên giường êm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiểu nha đầu này không biết đã nghĩ ngợi bao nhiêu, mệt mỏi là điều dễ hiểu. Khẽ mím môi, thẩm tại giã đưa tay bế nàng lên, hướng vào phòng trong. Khi ngủ, Khương Đào Hoa không còn vẻ giả tạo và sắc bén, cái miệng nhỏ chu ra, gò má hồng hồng trông như một cô bé nhỏ hắn cảm thấy nàng lúc này là dễ chịu nhất nhét nàng vào trong chăn rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh Thầm tải giã cúi đầu nhìn gương mặt nàng không nhịn được duỗi tay nhẹ nhàng chiêu chọc móp méo ngâm đào hoa lầm bầm nhướng mày nói mớ thầm tải giã sững sờ tiếp theo liền kê tai nghe cẩn thận móp méo ngâm xem tứ bùn ca thằng nhóc gì cơ khóe miệng giật giật Thẩm tại giã híp mắt suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng lầm bẩm không lẽ là nói, đừng chạy, chém chết ngươi thằng nhóc. Ai mà nàng có thù sâu hận lớn đến vậy, trong mơ cũng muốn chém người ta. bĩu môi một cái, đào hoa xoay người, lăn vào trong ngực hắn, ôm eo hắn cỏ cỏ, như muốn lau sạch nước miếng. Thẩm tại giã keo áo ngủ ra, nhíu mày, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Bận rộn mấy ngày liền, cuối cùng có thể nghỉ ngơi cả đêm ở tranh xuân các hắn muốn ngủ ở đây không phải vì khương đào hoa có nhiều mê lực mà là cảm giác được ôm chặt rất tốt tuy nhiên chuyện này hắn sẽ không để người đang ôm hắn biết một giấc ngủ đến bình minh khi đào hoa mở mắt thầm tại giã đã không thấy nàng cũng không biết có ai đã tới chỉ cảm thấy giấc ngủ hôm qua thật là sâu chủ tử trong phủ thật náo nhiệt thành đài từ ngoài bưng đồ ăn sáng vào líu lưỡi nói từ ma ma sáng sớm đã cãi vã với tần thị cái gì đào hoa nhún mày từ mama nghe đoàn vân tâm nói từ mama trước đây bất mãn với tần thị còn có liên quan đến người thông phòng đã chết tuy nhiên cụ thể thế nào thì nàng không rõ tần giải ngữ đã suy tàn màn kịch bỏ đá xuống giếng này nàng không có ý định xem ai ngờ vừa dùng xong bữa sáng cố hoài nhu cũng đến nương tử biết không cố hoài nhu mặt đầy hưng phấn nói có tin tức cực kỳ khủng khiếp truyền tới trong viện của chúng ta từng có người chết Đào Hoa kinh ngạc, hóa ra ngươi không biết chuyện này. Chớp chớp mắt, Cố Hoài Nhu bĩu môi nói, ta vào phủ muộn, làm sao biết được chuyện này. Thấy vẻ mặt ngài, chẳng lẽ ngài biết rõ nội tình. Ta cũng chỉ nghe người ta nói vài câu." Đào Hoa hỏi, hiện nay bên ngoài nói thế nào? Đưa tay rót chén trà cho mình, Cố Hoài Nhu cười dài nói, người thông phòng đã chết là con gái của từ quản sự, trước đây vì thế lực của Tần thị lớn nên phải chịu oan ức nhẫn nhục hiện giờ tần thị bị giáng chức, từ quản sự cảm thấy thời cơ đến, liền viết đơn kiện lên ra, mang theo chứng cư tố cáo tần thị vì ghen tuông mà giết người. Đây đúng là màn kịch đau lòng đánh rắn dập đầu, ha ha. Thật đặc sắc như vậy sao? Đào hoa liếu lưỡi, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, có phu nhân ở đây, thế lực sau lưng tần thị lại không nhỏ, trận này từ quản sự chưa chắc thắng. Quản ai thắng ai thua, chỉ cần không liên quan đến chúng ta là ta vui rồi cố hoài nhu cười tươi trong mắt sáng long lanh nhìn đào hoa lắc đầu ngươi nên cẩn thận kết cục của tần thị bày ra ở đây sau này nghĩ gì cũng nên kín đáo đừng thể hiện hết trên mặt ta đâu có thể hiện ra ngoài chỉ cho ngươi xem thôi mà cố hoài nhu nói với vẻ yên tâm ngươi cũng sẽ không hại ta thật sự là toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng đào hoa than nhẹ người này tin tưởng cũng thật dễ dàng may mà mình không có ý định làm gì hại nàng nếu không cố Hoài Nhu không biết sẽ chịu bao nhiêu lần khổ. Ăn chưa xong, đang định nghỉ ngơi thì Thanh Đài với vẻ mặt kỳ lạ nói, chủ tử, bên ngoài có người cầu kiến. Đào Hoa khẽ động tâm, hỏi, từ quản sự. Ngài là coi bói sao? Thanh Đài không nhịn được nói, sao ngài đoán được? Ai? Đào Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, vì ta quá hiểu, nên cuộc sống mới mệt mỏi. Nếu người đã đến, người đi mời vào. Trong hậu viện, chỉ còn lại ba vị nương tử, đoàn thị rõ ràng đã đứng về phía phu nhân, mai chiếu tuyết tất nhiên sẽ che cho tần giải ngữ, nên từ quản sự có thể đến xin giúp đỡ, chỉ có mình nàng. Đào hoa không phải là người tràn đầy lòng từ bi, nhìn từ ma ma quỷ trước mặt, nàng hỏi, ngài vào cửa ta, có mang đủ lễ vật khiến ta nguyện ý giúp đỡ không? Từ quản sự sướng sờ, không ngờ Khương đào hoa lại đoán được ý đồ của mình, hoãn thần, cung kính dập đầu trước nàng, nếu nương tử nguyện ý giúp đỡ, lão thân nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Lão thân địa vị không cao, chỉ là quản sự Mama Nhưng đã ở trong phủ này 2 năm, từng cứu mạng ra, ra cũng có chút coi trọng lão thân, cơ hội để báo đáp cũng không ít. Cũng bởi vì nàng đã cứu thầm tại giã, nên sau sự kiện kia vẫn có thể sống sót trong phủ này. Đào hoa nghe, hương tú Mama có bằng lòng nói cho ta nghe chuyện năm đó của tần nương tử, chi tiết một lần. Chuyện này không khó. Từ quản sự ngẩng đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần nương tử gật đầu, nương tử muốn biết gì, lão thân sẽ nói hết. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.